được triển khai từ năm 2018, song do nhiều nguyên nhân, dự án đường điện lực Lò Văn Giá trên địa bàn thành phố Sơn La phải điều chỉnh thiết kế xây dựng, dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành. Trước thực tế trên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán 2024. Dự án đường điện lực Lò Văn Giá là công trình giao thông cấp 4 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Sơn La làm chủ đầu tư, với tổng giá trị dự toán trên 34 tỷ 610 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án đi qua địa phận của hai phường Trường An và phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La với tổng chiều dài 3,19 km, bề rộng mặt đường 5,5 m. Đến nay, dự án đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng 4,6 ha đối với 214 hộ dân với tổng kinh phí 25,7 tỷ đồng. Nhà thầu đã thi công hoàn thành 1,5 trên 3,19 km dài thảm áp phan, đoạn từ đầu tuyến ngã ba điện lực đến ngã ba đi trường tiểu học Quyết Thắng và đoạn cuối tuyến từ bản Phứa Cón đến suối Nậm La. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng giai đoạn 2 của dự án, với gần 1,7 km còn lại, phấn đấu hoàn thành xong và thông tuyến trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 để phục vụ nhân dân.